Đây cảnh cả nhà ăn kem ký đó. Chiên góc đường Hải Thượng Lãng Ông Phạm Bưng, đó là 177 Hải Thượng Lãng Ông á. Dạ 177 Hải Thượng Lãng Ông, coi như bên ngoài sẽ nóng bên trong sẽ lạnh ha. Dạ đúng rồi. Dạ 35 năm kem chiên kem ký Hải Thượng Lãng Ông được năm. Bạn coi nè, cũng khá là đông ha. Rồi bây giờ chúng ta đi về nha, đi về ăn kem. Rồi chào các bạn, hiện tại là khoảng 10 giờ tối ngày 16 tháng 10 năm 2021 và mình đang đứng ở góc đường Phạm Bưng Hải Thượng Lãng Ông ha. Ở đây có một chị cho bán kem ký nè, ở bên đường ngoài kia cũng có bán kem ký luôn. Và cái nơi mình đứng là cái nơi mà Huy và Quỳnh thường ăn kem ký, thì tối hôm nay thèm quá đi mua kem ký ăn thử nha. Đây ở đây có kem ký, kem chiên, dao ua. Trước tiên mình mời các bạn xem qua một đoạn video mình quay từ cầu Trà Và qua tới đây nha. Rồi bây giờ mời các bạn xem. Mua kem nha chị, kem ký bán sao chị? 72.000 đồng một ký hả? Ở đây mình có vị gì hả? Có dâu, dừa, sầu riêng, sô-cô-la, đậu xanh. Dâu, dừa, sầu riêng, đậu xanh, sô-cô-la, môn. Sao? Mô môn, nữa gì nữa? Cam. Cam hả? Giờ lấy vị gì? Thập cẩm muôn ký được không chị? Bây giờ lấy đủ mấy vị đây, mình lấy sầu riêng nè, lấy dâu nè, môn dừa, sầu riêng, dâu. Dạ rồi, ok. Đậu xanh luôn. Rồi. Có sô cô la nữa anh. Ừ. Ok, giờ lấy đủ vị đi. Đủ vị hết đi. Dạ. Ký. Mình bán đây bao lâu rồi chị? Bán mấy chục năm rồi, lâu rồi. Mấy chục năm hả? Dạ. Quy ăn đây bao lâu rồi Quy? Ăn từ nhỏ luôn hả? Ăn từ nhỏ luôn. Lớp trên là mẹ chị.
Dạ. À, hồi xưa cái tiệm này với cái tiệm giấy ở kế bên á, cái tiệm có giấy lúc là trước là để không chịu. Ờ, là 30 năm có chưa? Dạ, bác ơi, bán kem ở đây 30 năm chưa bác? 35 năm rồi. 35 năm rồi, dạ. Còn cái kem chiên bán sao chị? Kem chiên em có hai loại, một loại dạ. Là 14 và loại 20. Loại 14 và 20. Hồi xưa con ăn dễ, dễ 500 ngàn. Dạ. Giá đầu tiên đó con có biết không? Dạ. Từ có 10 ngàn nha. 5 ngàn, 10 ngàn. Từ lúc cô bán từ cái lúc ấy. Là có nghe là năm 86 cô hả? Khoảng đầu năm 86 là cô bán ở đây rồi. 35 năm. Đây. Quý có gì chụp hình không Quý? Hả? Vậy cho em một phần kem chiên luôn nha. Cho một phần kem chiên dâu đi ạ. Dâu có 14 đó. Dạ dạ, qua một phần kem chiên 14 ngàn. Với 1 kg làm thập cẩm này. Để xem giờ mùi chứ vậy. Dạ. Giờ tiếng nó xả tủi nè. Dạ. Mà mình bán là thường mấy giờ chị? Hôm qua tối, hôm qua đi qua thấy tới 10 rưỡi tối vẫn còn bán. 5 rưỡi là đã có mặt đây rồi. À, 5 giờ rưỡi bán, dạ. Bác vẫn còn giữ dòng Bắc ha, còn chị ở đây là coi nhà nói dòng Nam luôn rồi. Dạ. Con bà toàn đẻ trong Nam hết. Dạ. Bà cũng nên bố nhà là Bắc á. Dạ. Đây này dâu nè. Giờ tới cái đây này, đây. Dạ. Cái đó là mùi gì vậy chị? Cái này sô cô la. Sô cô la, dạ. Cái hồi đó là cô bán nhà Ba Nguyễn Phương. Đúng rồi, cái này trong nhà là hồi đó dạ. Bà là lại đi sữa. Dạ, là trong nhà bán sữa ngoài bán kem. Dạ, vừa sữa là vừa kem luôn. Một ký rồi chị ha. Ký thôi. Dạ. Ở đây giao ua mình cũng tự làm luôn hả chị? Giao ua tự làm bây giờ dạ. Không có làm cái hũ đó rồi giờ dạ. Mẹ không làm nữa. À, hồi xưa là cái hũ bằng hũ sành đó con. Hũ dạ, sành có, hũ dạ, nhựa có. Nhựa. Trước là đầu tiên hũ sành, sau sành hũ nhựa. Kem chiên lấy lại dâu, kem chiên dâu. Lấy lại dâu lấy mấy cái em? Dạ, con lấy một cái thôi à. Một cái con. Là chiên sẵn luôn hả cô? Dạ, chiên luôn này. Dạ, dạ chiên luôn hả, cô vô coi. Đó. Rồi, mình đi qua mình xem kem chiên. Dạ. Xin phép quay hình cho xíu luôn. Dạ. À, đã cái lửa nóng rồi. Dạ. À, cũng có cách mua. Mới đây này chỉ cho vừa. Cô biết vậy này. Không có mua được giờ, không có mua được vào thì cứ chắc không thôi. Dạ. Nhưng mà gác ra khỏi mặt đất mà lên. Có chùm vô với lại cái này nữa. Tết mà giờ hoàn toàn đều quá. Cả không có nữa. Covid là lên. Có chó thì 100, có chó thì 8, 7. Cái này đó là có bệnh nặng cho em là có mấy cái miếng chạy. Gọi là một thời tuổi thơ của mình cũng vậy, cũng ăn kem ký. Đây các bạn nhìn đường phố nè. 10 giờ tối. 86. Gửi cho bé Ba là anh về anh gửi tiền cho em. Rồi đợi cái kem chiên đó là đủ. Đại La Thiên hả? Bây giờ hả tối rồi. Cái gì? Lấy đi. Tính thêm á. Ok, mình tính thêm tiền. Ủa cái đó là cái kem đó anh? Dạ kem. À, bên ngoài là cái lớp bánh mì sandwich.
cái không, cái này không phải là sandwich đấy mà nó là một cái loại bánh chuyên biệt của kem. Cánh bánh chuyên biệt của kem chứ không có phải là đưa lên một cái là cái dò cái chảo dầu nóng là ok rồi. Dạ, nó phải bốc khói lên á. Dạ, bốc khói lên. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Hey, chúng ta đã trở về ăn kem thôi. Tháo ra đi. Cái này ăn không hết là bỏ tủ đông. Đúng rồi, bỏ tủ đông ăn được. Tủ màu luôn. Từ từ ra, có thể rớt. Chứa dầu. Rồi. Cà cao. Còn nãy nó ngoài rồi, để sắp cho miếng nhỏ, để dao. Đủ rồi, thôi hai cái cục kia để lại quăng qua cái dĩa này nè. Không đủ hết đâu. Xuống qua. Rồi, chụp hình chưa? Đây. Đấy, 100 ngàn. Trang trí. Thôi mới. Thực sự là ăn cái món này là ăn món kem ký ức á, món kem tuổi thơ của những người sinh vào thế hệ 8X, 9X. Mấy đứa năm 2000 chắc không biết kem này đâu ha. Em 2000 không biết. Em biết. Em biết là ở đây khu này á. Em biết là mấy em quen Quy á. Không có đâu, biết lâu rồi. Chứ những là những khu khác thì hiếm lắm, giờ hiếm mà đánh kem ký. Kem này bên quận 8 có, quận 11 cũng có. Kem ký là biết ai không? Mấy ông kem của ủa, kem quế, kem đây. Rồi kem wo. Ven. Trung Hoa. Ê, đố bọt gì? Không có tiền là không có ăn. Rồi, cho xuống. Đẹp chưa? Đỏ, xong bỏ bên kia màu đỏ kia. Rồi là cái kem chiên ra luôn. Hồi xưa là đi ăn kem ký là nhiều nhất. Hồi đó là bây giờ, hồi xưa là phong trào là ăn kem ký nè, giang da ua nè. Rồi ăn chè bưởi, trái cây dĩa. Hồi xưa thế hệ 8X, 9X có vậy thôi à. Trái cây dĩa 8X đời đầu à. Xin được 10 ngàn, 5 ngàn à. Sáng mình đi học mà có 5 ngàn rồi. Rồi, chụp hình. Lấy cái dao ra rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ ăn kem. Đây là kem chiên. Béo anh. Rồi, béo quá hả? Rồi, đó. Đó, một bộ đội qua. Quậy tưng bừng cho coi. Béo ghê luôn á. Rồi các bạn, mình mới ăn một miếng kem chiên nha. Thì cái lớp bên ngoài nó như bánh mì sandwich á, nó sẽ là béo. Sao ta không có giòn, không giòn lắm. Béo nó giòn là giòn cái đường viền thôi. Không, nó mềm, nó chỉ nóng ở ngoài thôi. Nóng bên ngoài thôi. Bên trong nó lạnh. Ở bên trong lạnh thì cắn một cái là nghe cái vị của dâu, đây là kem dâu nha. Nói chung là mỡ béo giòn viền ngoài, bên trong lạnh. Rồi đó. Bây giờ là sẽ qua tới phần kem. Có phần dâu thơm, ngọt nhẹ. Rồi, vẫn là hương vị như xưa các bạn ơi. Trong đó thì các phần là mình thấy kem dâu mình thích. Kem môn cũng thơm. Rim sô-cô-la hay là cà phê mình không thích lắm. Cái màu xanh là gì ạ? Lá dứa hả ta? Lá dứa. Đậu xanh. Đậu xanh. Lá dứa. Mà. Đậu xanh. Đúng rồi, đậu xanh. Đậu xanh thì mình không thích lắm đâu. Thấy bình thường thôi à. Thấy phần dâu là ngon. Môn thơm. Cái phần kem dừa cũng được. Còn cái phần này nó ngọt ngọt, nó dai dai. Không biết gọi là cái gì quên rồi. Đu đủ. Gọi là đu đủ, đâu phải đu đủ. Nó mứt chứ. Mứt. Mứt gì thôi. Mứt phải làm được đu đủ mà. Ừ. Cái này là nhấn trọng đu đủ. Và cái vị ngọt rất là nhẹ các bạn nha. Vị ngọt nhẹ mình thôi. Rồi đó. Cái này ăn mua là kia là ăn chung với cả một nhóm vậy đó. Rồi đợi cái nhóm con nít qua nữa. Nít bò. Đúng rồi. Nó qua, chuẩn bị qua tập thể. Nghe tiếng dép rồi đó, ngon, tiếng dép đó, nghe rồi đó. Con xin qua trước nè. Rồi. Ngồi vô góc. Rồi, ngồi vô góc đi. Vô góc. Mỗi đứa một phần. Cứng vô chuồng, cứng vô chuồng hết. Cứng vô chuồng hết. Con xin nữa. Ủa, giờ con sang đâu? Sang sao nãy giờ nó ăn uống trà sữa rồi. Vì con gì vậy? Quyền. Ở quyền đâu, quyền đâu? Nguyễn qua, để chúc mà cho nó dĩa vậy. Rồi, mò. Rồi, mò xin. Mình không quyền phải không? Dạ, đáng rồi, chúng bạn đi này, mày ngồi bên này vậy. Đáng ngồi với bạn đi. Quyền qua.
Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.